Nhất lai bất hoàn, A-la-hán độc giác đều an trụ quả chứng của mình. Đối với pháp quả chứng của mình cũng không nghi không hoặc, Đại Bồ Tát ấy cũng giống như thế. Đối với địa vị bất thối chuyển mà mình an trụ và các pháp đã thâu nhiếp hiện biết hiện thấy không nghi không hoặc, này thiện hiện Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển ấy an trụ trong địa vị này, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, tu các công đức. Nếu có ma sự khởi thì biết ngay không bị chuyển theo thế lực của ma sự, có khả năng khéo dẹp trừ các loại ma sự, khiến cho công đức tu hành không bị chướng ngại. Này thiện hiện, thí như người tạo tác nghiệp vô gián, tâm vô gián kia luôn luôn đeo đuổi cho đến lúc mạng chung cũng không thể bỏ. Vì sao? Này thiện hiện, vì kẻ ấy có thể cùng khỏi sự trói buộc của nghiệp vô gián, thế lực càng tăng trưởng luôn luôn chuyển theo cho đến lúc mạng chung cũng chẳng có thể chế phục, dù có tâm khác cũng chẳng có thể ngăn cản được. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển ấy cũng giống như thế. An trụ ở địa vị của mình, tâm vị ấy không động, không có sự phân biệt. Thiên nhân, A Tố Lạc ở thế gian đều chẳng có thể lay chuyển được. Vì sao? Vì tâm Đại Bồ Tát ấy kiên cố, vượt qua các thiên nhân, ma phạm, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian, đã nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, an trụ địa vị bất thối chuyển, đã đắc thần thông của Bồ Tát Văn Thù, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, lắng nghe chánh pháp ở chỗ các đức Phật trồng các căn lành, thỉnh vấn pháp nghĩa đa học của Bồ Tát. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy an trụ ở địa vị của mình, nếu có ma sự khởi có thể biết ngay, chẳng bao giờ bị chuyển theo ma sự. Dùng sức thiện xảo dồn các ma sự lại, đặt ở trong thật tế phương tiện diệt trừ. Đối với pháp ở địa vị mình không nghi không hoặc. Vì sao? Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát ấy biết tất cả pháp đều nhập thật tế, thông đạt thật tế, chẳng phải một, chẳng phải nhiều. Ở trong thật tế không có sự phân biệt, vì đối với thật tế không nghi không hoặc, nên đối với pháp ở địa vị mình cũng không có do dự. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy dù có chuyển thọ sanh, đối với thật tế cũng không thối chuyển, hướng về địa vị thanh văn hoặc độc giác. Vì sao? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy biết tự tướng của tất cả pháp đều không, ở trong pháp không này chẳng thấy có pháp, hoặc sanh hoặc diệt, hoặc nhiễm hoặc tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy cho đến lúc chuyển thân cũng chẳng nghi là ta sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột hay là sẽ không đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát ấy thông đạt các pháp tự tướng đều là không, tức là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy an trụ ở địa vị của mình không theo duyên khác, đối với pháp địa vị của mình không ai có thể phá hoại được. Vì sao? Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát ấy đã thành tựu trí không động, không thối chuyển, tất cả ác duyên chẳng thể khuynh đảo. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu là Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thì giả sử có ác ma giả làm hình Phật đến chỗ vị ấy nói thế này: Này ngươi nên cầu quả A-la-hán hết hẳn các lậu, chứng bát niết bàn. Ngươi chưa thể kham nhận thọ ký Đại Bồ Đề, cũng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Này ngươi chưa có các hành trạng tướng của địa vị bất thối chuyển, Như Lai chẳng nên thọ ký cho ngươi quả vị giác ngộ cao tột. Ngươi cần có đầy đủ các hành trạng tướng của địa vị bất thối chuyển, Đại Bồ Tát ấy mới có thể mong Phật thọ ký quả vị giác ngộ cao tột. Thì này thiện hiện, Đại Bồ Tát bất thối chuyển ấy nghe lời ấy rồi, tâm không biến đổi, chẳng kinh chẳng sợ, chẳng thối chẳng chìm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy tự chứng biết ta ở chỗ chư Như Lai trong quá khứ quyết đã được thọ ký Đại Bồ Đề. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát thành tựu thánh pháp như thế nhất định được chư Phật thọ ký Bồ Đề. Ta đã thành tựu thắng pháp như thế, tại sao chư Phật không thọ ký cho ta được? Cho nên ta ở chỗ chư Phật quá khứ chắc chắn đã được thọ ký Đại Bồ Đề. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy dù có ác ma hoặc sứ giả của ác ma giả làm hình Phật đi đến thọ ký địa vị thanh văn cho Bồ Tát, hoặc thọ ký địa vị độc giác cho Bồ Tát, nói: Này nam tử, cần gì quả vị giác ngộ cao tột? Từ lâu đã chịu đại khổ sanh tử luân hồi, nên mau tự chứng vô dư niết bàn, vĩnh viễn xa lìa sanh tử, rốt ráo an lạc. Thì này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy nghe lời ấy rồi nghĩ như thế này: Đây nhất định là ác ma hoặc sứ giả của ác ma giả hiện làm Phật nhiễu loạn tâm ta, thọ ký địa vị thanh văn độc giác cho ta, khiến cho ta thối thất quả vị giác ngộ cao tột.
Vì sao? Vì nhất định không có chư Phật dạy chư Bồ Tát hướng đến địa vị thanh văn và độc giác mà xả bỏ quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, dù có ác ma hoặc sứ giả của ác ma giả hiện làm hình Phật, nói với các Bồ Tát, kinh điển đại thừa mà ngươi đã thọ trì chẳng phải do Phật nói, cũng chẳng phải đệ tử của Như Lai nói, đó là các ác ma hoặc các ngoại đạo vì dối gạt mê hoặc ngươi nên nói như thế. Này ngươi chẳng nên thọ trì đọc tụng. Thì này thiện hiện đại Bồ Tát ấy nghe lời ấy rồi liền nghĩ thế này, đây nhất định là ác ma hoặc quyến thuộc của ma làm cho ta nhàm chán xả bỏ quả vị giác ngộ cao tột, cho nên nói kinh điển sâu xa của đại thừa chẳng phải Phật nói, cũng chẳng phải đệ tử Như Lai nói. Vì sao? Vì rời kinh điển này mà có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột là việc nhất định không có. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, nên biết đã an trụ địa vị bất thối chuyển, Như Lai ứng chánh đẳng giác ở quá khứ từ lâu đã thọ ký cho đại Bồ Tát ấy. Vì sao? Này thiện hiện vì đại Bồ Tát ấy thành tựu đầy đủ các hành trạng tướng của địa vị bất thối chuyển. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đã được thọ ký đại giác ngộ, nhất định đã an trụ địa vị bất thối chuyển. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu là đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, khi tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì hộ trì chánh pháp chẳng tiếc thân mạng. Thường nghĩ thế này, ta thà xả bỏ của báu thân thuộc và thân mạng mình nhưng chẳng bao giờ xả bỏ chánh pháp của chư Phật. Vì sao? Vì của báu thân thuộc và thân mạng mình đời đời thường có, rất là dễ được. Nhưng chánh pháp của chư Phật thì trăm ngàn ức triệu kiếp mới gặp được một lần, đạt được lợi lạc to lớn lâu dài. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy khi hộ trì chánh pháp nghĩ thế này, ta chẳng vì hộ trì chánh pháp của một đức Phật, hai đức Phật cho đến trăm ngàn chư Phật, mà hộ trì chánh pháp chư Phật trong mười phương ba đời khiến chẳng khuyết tổn. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, những gì gọi là chánh pháp của chư Phật, đại Bồ Tát ấy hộ trì chẳng tiếc thân mạng như thế nào? Phật dạy, này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác vì các Bồ Tát đã nói pháp không, đó gọi là chánh pháp của chư Phật. Có hạng ngu si phỉ báng chê bai, đây chẳng phải là phải, chẳng phải là tỳ nại gia, chẳng phải là thánh giáo của đấng thiên nhân sư đã nói, tu hành pháp này chẳng đắc bồ đề, chẳng chứng niết bàn, tịch tịnh an lạc. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy hộ trì chánh pháp chẳng tiếc thân mạng, thường nghĩ thế này, tất cả pháp không mà Như Lai đã nói là nơi quay về nương tựa của các hữu tình. Bồ Tát tu học pháp ấy mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, cứu vớt nỗi khổ não lo sầu